Hello quý chị nha. Đấy, trong ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em một con gồ lè siêu cọp nha em nha. Đấy, trước mặt của anh chị đây là mẫu Innova 2012, xe bản E nha anh em mình nha. Đó, xe bản E, xe chuẩn chỉ gia đình, không taxi, không dịch vụ nha anh em mình nha. Xe màu bạc luôn nha, rất là đẹp luôn. Tại sao em dỡ hàm máy lên cho anh em mình xem trước? Tại vì máy móc nguyên zin. Đó, em đang đổ máy nên em để cho anh em mình luôn coi xem luôn nha. Đấy, con về này về máy thì em đã thay 4 bô ri về, kiểm tra mô bin, họng ga đồ lại hết cho anh em mình rồi nha. Anh em mình về lấy chỉ có việc chạy thôi nha. Đấy, bây giờ mình trước tiên mình vô cái con tim của cái xe nha. Đó, còn cái xe nó có đâm đụng hay không nha. Đấy, em mời quý anh chị theo em để xem cái phần chỉ cabo nha. Đây, một con xe zin, ốc cabo nó sẽ thế này, nó sẽ cũ theo thời gian. Về keo chỉ nè anh em mình ơi, keo chỉ nè, đó, keo chỉ nó rin nè, đó, đầu ốc cabo nè anh em mình ơi. Đấy, không hề lỗi lầm. Đấy, cabo zin nè. Đấy, anh em mình xem nè. Đấy, cabo zin nha anh em nha, không hề lỗi lầm. Rồi em bán con xe này ra, em cam kết cho anh em mình mà không mất một phân keo chỉ nha anh em mình nha. Keo chỉ nguyên zin. Đó, máy móc của nguyên zin luôn. Đấy, anh em mình xem nha, ốc vàng cò nè. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Đấy, máy móc zin nha anh em nha. Đây, về đây nè, ốc của khung xương vàng đầu nè. Em đi chậm để anh em mình xem của mấy xe nó có đẹp hay không nha. Đấy, nè, tôn vỏ nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Máy móc thì nổ thì thầm, máy móc zin nha anh em nha. Máy zin, xe không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, anh em mình xem thử cái xe nó có đâm đụng hay không. Là anh em mình xem hai cái hốc đây. Ở trước nó có hai cái tay nè. Đó, ở trước nó có hai cái tay nè. Còn nó đâm đụng, cái đây là phần đầu tiên. Rồi, bây giờ em sẽ dí sát vào để cho anh em mình xem cái máy nó nổ có êm hay không nha. Đấy, anh em mình xem nè. Nghe nha. Đấy, chỉ có tiếng nhỏ nhẹ rồi. Như gái 18 mới lớn mà thở ra luôn anh em ơi. Đấy, thì xe này em về hôm nay em dọn còn chưa lên một số vấn đề. Đó, em sẽ lên cho anh em mình và em bàn giao cho anh em mình nha. Đấy, ví dụ như cái ốp điện gầm nè. Ốp điện gầm này chưa lên nè. Đấy, em sẽ mua một cái ốp gắn vô rồi em bàn giao xe cho anh em mình nha. Không phải em để sao ấy. Đó, em quay sao như vậy luôn, xem chất xe mọc đó, rất là đẹp luôn. Thì sơn si thì căng bóng rồi. Một con xe về anh em hỏi sơn rin, dạ thưa, không có sơn rin đâu nha. Em nói luôn, xe này có dặm tốt lại rất là nhiều. Rồi về anh em mình đòi sơn rin 27, 28 cũng không có đâu nha. Đấy, đấy, con này thì mang biển số 84 nè. Đó, 84A00402. Đó, con này do em mua lại của ông anh, ông ký mua bán rồi, nên em cho rút hồ sơ cầm tay luôn. Anh em nào mua con này thì chạy ra phòng công chứng ký cái rụp lề xong luôn nha anh em nha. Đó, ký cái rụp lề xong luôn nha. Đấy, còn đây xi nhan gương chưa lên, em sẽ lên cho anh em mình nha. Ba cái này lặt vặt mấy trăm ngàn triệu bạc thì em tặng cho anh em mình, cho anh em mình mà ra làm thì rất là mắc luôn. Đấy, thì xe được lên full đồ chơi nè. Đấy, viền nè, mẹ nè, đó, tùm lum luôn, lên full nè. Rồi em mời quý anh chị mình vô phần nội thất nha. Phần nội thất thì chưa được lên đầu ăn rồi. Và em nói luôn, anh em mình trước á thì em mua thì em có tặng cho anh em mình đầu ăn rồi, nhưng đợt vừa rồi cấm biên Trung Quốc thì bây giờ em không có đầu ăn rồi dạng như cái đầu 9 inch nữa, nhưng mà em có đầu 7 inch lên cho anh em nha. Đấy, còn con này là đầu zin nè anh em ơi. Đấy, tabi tablo rồi nè, rất là đẹp luôn anh em mình ơi. Đấy, em đi chậm cho anh em mình nha. Con này là 2012E bản đủ nha. Đó, 2012E bản đủ nha anh em mình ơi. Đây, xe em đã bán ra cam kết cho anh em là không taxi, không dịch vụ, không hề đâm đụng. Thì anh em mình cứ luôn vui lòng bỏ chút ít thời gian lên và xem xe và chạy thử nha. Đấy, anh em mình xem nè, mấy cái ốp đây nè. Đó, mấy cái ốp này còn ốp bọc ni lông luôn nè anh em ơi. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Vô lăng cổ số vô cùng đẹp luôn nha. Nội thất thì rất là đẹp luôn, màu xám chì rất hợp với cánh nha. Đấy, rồi em nói mức giá bán luôn nha. Em bán cho anh em mình với giá là 315 triệu đồng. Còn thương lượng còn bớt cho anh em mình nha. Đó, còn thương lượng còn bớt nha. Đấy, trần nè anh em, ghế nè. Đấy, ghế thì anh em nào mà đi xe máy xe ở lại, em thở gấp hai hàng hơi ghế lại lên và em bỏ cái xe máy anh em lên, anh em mình chạy về Vivu nha. Đây, còn phần keo chỉ nè, có những chỗ xấu em sẽ quay cho anh em mình luôn. Ví dụ như chỗ này, đó, lâu thời gian theo ngày nó sẽ xuống, nó thế này nè, em quay luôn. Còn keo chỉ thì zin 100% nha anh em nha.
anh em lên coi xe này, cứ mất một phân kêu chỉ em sẽ tặng cho anh em mình 2 triệu đồng tiền về xe nha. Đó, em Tuấn nói luôn nha. Đây, còn lòng về đâu đây, không hề mục mọt luôn. Đó, xe rất là đẹp luôn. Đấy, 2012 xe bản E, chuẩn chỉ, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc thì nguyên zin. Em bán cho anh em mình chỉ giá là 315 triệu nha. Đó, anh em mình coi kêu chỉ nè. Đấy, hiện tại thì xe đang nằm ở dưới An Bình Dương, 392 đường DT743, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, dưới An Bình Dương nha. Đấy, thì anh em nào thích muốn xem xe và chạy thử thì liên hệ với em. Em sẽ gửi định vị, đó, hoặc định vị cửa hàng, hoặc là anh em mình chạy tới ngã ba Cây Điệp, dưới An Bình Dương. Đó, có những chỗ mà xe chưa về, chưa dọn, chưa hoàn chỉnh, ví dụ chỗ mấy chỗ này nó dơ dơ nè, em sẽ cho anh em mình tẩy rửa lại nha. Đó, một con xe dọn thì không thể hoàn chỉnh theo ý nữa. Đấy, còn bên em dọn thì em tranh thủ, do ngày này bán xe rất là nhiều nên em chưa hề dọn kịp nha. Đấy, còn xe thì trang bị nè, à, rất là đẹp luôn. Mấy cái viền này xe nhìn rất là sáng xe nha anh em nha. Anh em mua nào con này và chạy dịch vụ mau lấy, rất là mau lấy lại vốn luôn. Đó, tiền mình ít mà mình bỏ ra số tiền xe chất lượng. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cái này nó hơi vân vân nè anh em ơi. Đó, còn em bán xe ra, máy móc em sẽ bảo hành cho anh em mình 1 năm nha. Máy móc bảo hành 1 năm, gầm bệ là 6 tháng. Đấy, còn em bán xe ra con nào em sẽ viết giấy cho anh em để anh em mình tránh khỏi nói chung nghe người này người kia. Cứ lại em lại cửa hàng, phát hiện đâm đụng, ngập nước, em tặng cho anh em 10 triệu và em hoàn đủ số tiền anh em mình mua xe nha. Và kế bên hông đây là mẫu Ford Everest 2005, sản xuất 2005, số sàn máy dầu. Em bán cho anh em mình với giá là 205 triệu nha. 205 triệu đồng thôi nha anh em nha. Anh em mình có mẫu xe 7 chỗ rộng rãi đi rồi nha. Đó, thì xe vô cùng đẹp luôn. Anh em nào thích mẫu xe nào thì cứ alo em Tuấn theo số điện thoại là 0904804567 nha. Rồi đây là con Innova 207 siêu siêu cọp nha anh em nha. Siêu siêu cọp luôn, không mất một phân kêu chỉ, xe rất là đẹp luôn. Đó, xe màu vàng ánh kim nè. Đấy, màu vàng ánh kim. Xe nội thất thì rất là tươi, rất là đẹp nè anh em ơi. Đấy, em bán anh em mình chỉ có 244 triệu. Em mình còn thương lượng còn bớt nha. Đấy, rồi tiếp theo dành cho chị gái nào mua về đi gia đình. Đó, hoặc là đưa đón con đi học. Mazda 3 2015, số tự động. Đó, số tự động, xe bao chết hãng cho anh em mình. Em bán cho anh em mình với giá là 400. Con này em bán 458 triệu thôi. 458 triệu cho mẫu Mazda 3 màu đỏ, xe em bao chết hãng cho anh em. Chạy mới có 4, mới chạy mới có, con này chạy chắc 70 mấy ngàn cây anh em. Đồng hồ lâu quá, nhiều xe quá em chưa nhớ rõ. Đó, anh em đi, anh em đang đi nha. Đấy, bên em vừa rất là nhiều xe nha anh em nha. Đấy, thì anh em nào thích mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em Tuấn nha. Đó, dòng 7 chỗ Kia Carin hoặc là Innova. Đấy, thì con này Innova 2013, hồi bữa em có quay lên em là 320 triệu. Ngày nay em có bán cho một anh trai Long An. Thì đây là đang trong quá trình em thay phục mới cho ảnh nha. Đó, em nói luôn, phục này là nó bị xì nhớt tí này. Đấy, nó bị xì nhớt tí. Em thay phục mới cho ảnh, cặp phục 3 triệu mấy. Bên ảnh hỗ trợ cho em 1 triệu mấy, em thay mới cho khách luôn nha. Đấy, chẳng phải tiếc gì 1 triệu mấy mà để anh em đi con xe là bè là bập nha. Đấy, rồi đây là Kia Carin số tự động máy dầu 208 nha anh em mình nha. 208 số sàn, số tự động nha. Đó, số tự động màu bạc cực kỳ đẹp luôn. Em bán cho anh em mình với giá là 320 triệu đồng nha. 320 triệu đồng nha anh em mình nha. Đấy, xe vô cùng đẹp luôn. Đấy, em bán cho anh em mình 320 triệu đồng. Em còn bớt, còn thương lượng cho anh em mình nha. Rồi đằng sau đây là mẫu Kia Carin số tự động 2010, xe bao cọp, em bao tiết hãng cho anh em mình luôn. Đó, máy móc thì nguyên zin, nắp dàn cò chưa ra luôn. Đấy, xe thì màu xám lông chuột này rất là đẹp luôn. Đó, em bán cho anh em mình với giá là 285 triệu đồng nha. 285 triệu cho mẫu Kia Carin số tự động, máy xăng nha anh em mình nha. Đấy, xe mang biển 43, 4 số một chủ từ đầu nha. Đó, xe thì vô cùng đẹp luôn. Đấy, rồi kế bên hông đây là mẫu Innova 2010 nha. Em bán cho anh em mình với giá là 264 triệu đồng nha. 264 triệu đồng cho mẫu Innova 2010 bản G nha anh em mình nha. Xe lên full đồ chơi rồi, nhìn xe là rất là long lanh luôn. Anh chị em này mua về dạy dịch vụ kiếm tiền thêm thu nhập thì alo gọi cho em Tuấn nha. Đó, rồi kế bên hông đây là mẫu Innova 2011 nha. Đó, màu xanh ngọc bích nè. Anh chị em nào hợp màu xanh thì alo cho em Tuấn ngay nha.
theo số điện thoại là 0904804567 nha. Đấy, con này em bán 279 triệu đồng nha anh em mình nha. 279 triệu đồng mà anh em đã sở hữu được mẫu xe này rồi nha. Đấy. Rồi tiếp theo, anh em nào thích màu vàng cát số tự động thì alo em ngay. Đó, có một mẫu Kia Carin số tự động 209 em bán cho anh em mình với giá là 279 triệu đồng nha. 279 triệu đồng. Đó. Ôi xin lỗi anh em nha, em lộn giá con này. Con này mấy bữa em quay là 275 triệu. Ngày hôm nay em giảm giá cho anh em là 273 triệu đồng nha. 273 triệu. Đó, còn mẫu kia mẫu Innova. Đó, mẫu Innova thì em bán rồi, màu trắng thì em bán rồi. Em màu trắng nó rất là dễ xuống màu nên em để đó em giao cho anh em mình nha. Rồi anh em nào thích mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em Tuấn ngay nha. Đó, 7 chỗ rộng rãi đi gia đình hợp lý. Đấy, bán xe ra có trách nhiệm thay đồ. Cứ alo cho em Tuấn, thay đồ mới hết. Đấy, không để cho anh em nào. Đấy. Rồi em chào anh em luôn nha.